Rồi chào các bạn nha mọi người nha. Rồi các bạn nha mọi người cùng xem ha. Thì hôm nay mình đã đến lại tới là nhà của là nghệ nhân. Đó thì anh Danh Cảnh nha các bạn. Đó thì được rồi, mình cũng có quay anh Danh Cảnh đã đóng một chiếc ghe ngò ở tại chùa Sóc Giang cũ, và ảnh cũng có sửa chữa cái chiếc ghe ngò mới lớn luôn, và phụ trách đóng ghe ngò mới lớn cùng với là anh Trần Liêu và với chú nghệ nhân, cụ nghệ nhân là ba ẻm ha, ba ẻm đó, đúng là một cụ nghệ nhân là đỉnh cao đó nha các bạn, là nổi tiếng là đồng bằng sông Cửu Long mình luôn. Nói về ghe ngò nói thì anh Cảnh thì cũng trông là một đệ tử của chú ba ẻm nha các bạn. Nói thì hiện tại hôm nay mình đã lại tới nhà của anh Danh Cảnh, thì ảnh có đóng một cái chiếc ghe ngò mini đó, thì để mình quay cho các bạn mọi người xem và tham khảo. Dáng anh để kìa, quá trời lâu luôn rồi, dáng này thì khô dữ lắm, khô đó. Cái này là ghe, ghe này là mình đóng là dáng dáng gì hả anh Cảnh ha? Sao ồ sao luôn á ha, sao à. Sao sao mà cái này mình đóng bề dày nó khoảng bao nhiêu? Sao là dày hai phân ha, đó đây các bạn, sao dày hai phân nha. Đây. Đó thì hiện tại giờ ảnh đã lên được 3 miếng ha anh Cảnh ha. 3 miếng nha các bạn. Ở đây mình quay đó, anh bên đây thì anh Danh Cảnh nghệ nhân đóng ghe nha các bạn. Còn đây thì chú ở địa phương. Địa phương ở xóm Giềng. Ở xóm Giềng đó, cũng lại đây để tham gia xem ghe ngò của anh Danh Cảnh đóng đó các bạn. Đó thì thôi để mình quay sơ lược cho các bạn xem tham khảo ha. Nói chung nghề ghe ngò nha các bạn, cũng không phải mà ai nó muốn đóng thì đóng đâu nha. Nói chung cũng phải trải qua trường lớp và mình hiểu kích thước nó nhiều giai đoạn, cũng phải có thầy hướng dẫn này kia cũng mới là đóng được, chứ không phải mà nó muốn đóng đóng nha các bạn. Đó giờ các bạn thấy anh Danh Cảnh ở đây thì ảnh cũng đóng tủ rồi ghe rồi chổng hộp này kia đầy đủ luôn nè các bạn, thấy không? Wow, cái chổng hộp vĩ đại dưới trời, hiếu cái giường. Wow, đây nè, ở bàn ghế luôn nè. Đồ ghê gì trời. Đồ ở đây nữa nè. Trời ơi, anh lên quay văn luôn. Wow, cái này là mình tự tay lên hay lên bằng máy anh Cảnh? Lên máy, lên máy. Ồ, lên bằng máy luôn. Chà, đây các bạn. Lên máy luôn, cái này mình mướn người ta lên hay mình có máy nhà lên anh Cảnh? Máy của ông anh, ông Liên. Ồ, vậy đó hả? Đó. Gì hả? Trời ơi, này đóng quách luôn á hả? Đóng quách. Quách luôn. Đó đây anh em. Đó thì thôi sẵn dịp bữa nay mình quay ghe ngò thôi, nhưng mà anh Danh Cảnh thì ảnh cũng là nghệ nhân thợ mộc, đóng tủ bà, tủ bàn ghế đầy đủ nha các bạn. Đầy đủ luôn. Đó thôi sẵn mình quay để cho các bạn và mọi người xem tham khảo luôn. Đó anh em nào có cần cái gì, có nhu cầu đóng hay là mua gì đó, sẽ gặp ngay anh Danh Cảnh thì mình trao đổi nha các bạn. Đó. Thì giờ mình quay sơ lược gì đó cho các bạn xem tham khảo tại nhà của anh Cảnh, anh đóng tại nhà nha. Đó. Rồi như ghe ngò vậy nè, rồi lỡ mà người ta mà có ta không có nhu cầu, người ta kéo dáng hay kéo gì, rồi người ta muốn mướn mình đóng thành phẩm một chiếc ghe rồi mình giao luôn, rồi có không? Có luôn ha. Có luôn. Đó các bạn, đó hôm nay thì mình cũng hỏi thông tin cho rõ cho các bạn xem ha. Nói thì như anh em nào mà có muốn đóng ghe ngò mà không, mình hơi khó khăn tìm cây hay là gì, rồi không có này kia, mất công mình rước thợ thì kia lại đóng nữa, thì cứ đặt ngay rồi thì cứ lại ngay nhà ông thợ này mình đặt, rồi ảnh sẽ có cây rồi ảnh đóng thẳng đó, rồi bao chọn luôn. Rồi bao chọn luôn ha. Bao chọn mà thành giá sản phẩm mà bằng bao nhiêu là ổng bao chọn luôn. Rồi đó các bạn ha. Đó thì chú ở xóm Giềng lại tham khảo thì chú cũng có ý kiến là nói thay thế cho anh Cảnh như vậy đó các bạn. Nói chung mình bao chọn gói luôn á. Bao chọn gói luôn á ha. Giờ qua văn đồ vẽ đem về là yêu cầu là có cầu thủ bơi luôn đó. Là thi đấu luôn á. Cũng như dầm bọng đồ có đầy đủ. Có đầy đủ hết thì cũng như là anh là lên tiếng là bao chọn gói. Bao chọn gói. Còn giá cả thì phải chăng ha. Đó, giá cả thì cái đó phần đó thì mình để là
gặp nhau mình thương lượng đi. Đó, nó dễ hơn. Giá cả đó thì ghe lớn cũng lãnh luôn. Ghe lớn cũng lãnh luôn ha. Đó các bạn. Đó thì hôm nay mình đã thực tế gặp ngay anh Danh Cảnh thì cũng đã biết được thông tin như vậy, thì các bạn có gì thì cứ liên hệ ngay cái số điện thoại nha. Đó, chừng nữa em sẽ để cái số điện thoại của anh Danh Cảnh lên trên đây luôn để cho các bạn nhầm người anh em nào có cần nhu cầu thì cứ liên hệ ngay anh Cảnh. Đó, mình nói chuyện, mình trao đổi trực tiếp nó dễ hơn nha các bạn. Nói trời, xưa tôi đi đóng ghe với người dân Danh Vũ, Danh Tùng, Danh Vương. Rồi sau này mới chi nhánh ra rồi mình đi ra làm cũng như làm êm. Đó, thì anh Danh Cảnh cũng đã từng đóng chung với là ba nghệ nhân là đang nổi tiếng mình bây giờ là Danh Vũ, Danh Tùng, Danh Vương nha các bạn. Đó, thì bây giờ thì anh Cảnh cũng đã tách ra, bây giờ về ảnh về đóng tại nhà. Đó. Nhà mẹ mất hết trơn rồi, không ai ở nhà, mình cũng phải kiếm đường làm riêng. Đó, rồi anh em nào thương tình anh Danh Cảnh đó thì ủng hộ tiếp anh Cảnh cũng được nha. Nói chung ra không phải là ghe ngon không đâu nha. Đó, bàn ghế giường đồ này kia, chổng hộp đồ này kia là đầy đủ luôn nha, chứ không phải mà nói gì ghe ngon không, các loại thợ mộc đó. Nói gì thợ mộc là anh Danh Cảnh mình ảnh có đầy đủ phục vụ cho bà con đó. Ở cái chân nè, cha ông này cũng làm bằng máy luôn á, đẹp như mơ trời, máy không luôn, quá đã luôn chưa. Đó thì hôm nay mình cũng lại nhà anh Danh Cảnh thì quay để cho các bạn biết đó, thì cũng đã hiểu rõ được phần nào nha. Đó, thì thôi thì giờ mình sẽ tiếp tục mình quay cái dáng ghe ngò. Dáng này thì nãy anh nói hai phân ha, hai phân mà chiều dài cái ghe này bao nhiêu hả anh Cảnh? 15 mét chưa có nói mũi lái, chưa có nói lên á. Còn mũi lái khoảng chừng hơn một thước nữa. Hai bên chắc là hai thước. Nếu vậy thì mình tổng nó 17 mét đi. Là nếu mà lên xong xuôi hoàn thành đầu và đuôi luôn là ra là 17 mét. Đúng rồi. Còn hiện tại mình đóng á, mình có đóng qua một chí rồi. Nếu mình đóng càng cục thì bơi nó nôn lắm. Vỏ lãi với chiếc chẹt vậy đó. Chiếc chẹt là bơi đâu có đi. Còn vỏ lãi bơi nó lướt hơn. Đó thì anh nghệ nhân Danh Cảnh anh cũng có chia sẻ một phần nha các bạn. Đó thì anh cũng có đóng một chiếc rồi. Đó, nhưng bây giờ tiếp tục anh sẽ đóng một chiếc thứ hai này, là anh sẽ rút cái kinh nghiệm lại là anh sẽ đóng dài hơn. Đó. Là cái ghe này tổng thể là hiện tại bây giờ là nó 15 mét. Đó, nếu mà ảnh lên đầu lên đuôi nữa là nó ra 17 mét tổng nha các bạn. Đó, là cái tầm bơi của mình là khoảng bao nhiêu người anh Cảnh ha? 12 người. Rồi, vậy là cái tầm có số lượng. Tầm bơi là khoảng 12 người đó nha các bạn. Đúng rồi, thấy vậy chứ nó lợi hại lắm nha. Anh bơi đúng 12 người chứ anh thêm một người nữa bơi không đi á. Người ta đâu có chấp nhận. Đúng rồi. Người ta cho 12 là 12 à. Mà còn không thiếu người nó cũng không đi nữa. Thiền 12. Như bơi thiền rồng hồi xưa. Bơi thiền rồng, thi đấu thiền rồng, thiền 12, thiền 24. Đó, đây cũng là một nghệ nhân là cũng cao thủ chứ không phải bở nha các bạn. Tại vì ảnh là ra từ cụ của là ba ẻm. Bà ẻm thì nổi. Bây giờ ông già rồi. Ông già rồi ha. Giờ con cháu phải nối nghiệp ông lại. Đó. Thì anh Cảnh anh đang nối nghiệp của nghệ nhân Ba Ẻm nha các bạn. Đó thì anh cũng đã từng làm chung với nghệ nhân Danh Vũ. Danh Tùng, Danh Vương. Danh Vũ. Đóng thôn vuông 1, thôn vuông 2 ở thị xã Gạch Giá. Vậy là ghe thôn vuông đặt rồi là đương kim vô địch đó ha. Đúng rồi. Vậy là anh nghệ nhân cũng Danh Cảnh cũng có đóng chung với chiếc ghe đó luôn. Biết sao mà một cặp đó đầu tiên đóng là bên sở văn hóa nó cho là đóng cho chùa gì bên Gạch Giá đó, là quạt cả tài trưởng á. Là một chiếc rồi cho mà thôn vô một chiếc, rồi của vụ ông sư ở bên quạt cả tài trưởng ổng không lấy giao cho ông sư Úc luôn á. Vậy đó hả? Đóng một cặp ở ngay cái đường cổng đi vô á. Vậy đó. Vậy kết cục là ổng được hai ghe luôn. Quá đã. Bên kia ông lấy thì mà bên đây nhận lấy tiền sở. Đi ông làm chùa vậy đó. Còn ổng không lấy ghe, ghe làm rồi xong thì phải chịu rồi. Vậy cũng im luôn, rút ruột thôn vôn giờ được hai chiếc ghe lớn luôn. Không mà tự nhiên bây giờ ghe lớn của nha thôn vôn mùa rồi thì các bạn cũng đã biết là đã đương kim vô địch. Mà ghe đó là cũng hơi già, cũng chắc muốn xuống cấp. Đúng rồi, cũng già. Nhưng mà đợt rồi bơi đi quá luôn. Bơi đi.
sốc sâu mà còn phải thua lại luôn mà. Đương kim vô địch là 2023 tại Gò Quao nha các bạn. Đóng một mẫu cũng như đóng một cặp và hai một cặp vậy nè. Là lấy mẫu bên này qua bên này luôn, lấy qua lấy lại đầy đủ luôn á. Mà có một chiếc đi em, một chiếc không đi luôn á. Đúng rồi. Thường thường vậy đó. Một mẫu á, một lông da là cây luôn á. Một thứ mà vậy. Một thứ mà nó không chấp nhận, nó không chịu đi. Bởi nhiều cái mình có hiểu á. Mình có hiểu lắm. Bởi vì nói nghệ nhân nào cũng đóng nhanh chưa chắc đâu. Đúng. Anh đóng nhầm khi anh đóng đúng dáng đúng từng câu anh lấy giải thiệt, nhưng mà tới anh đóng y gan đó, lấy mẫu đó nhưng mà không đi đâu, chưa chắc gì đi đó. Bởi vì cái ghe ngon mà không biết đường nói trước thiệt luôn á. Bởi đóng là đóng thôi chứ thật sự là cũng là chưa có nghệ chưa có nghệ nhân nào mà khẳng định được nào hạ thiện xuống rồi thử tốc độ mới biết. Rồi như thường thường một cái ghe mà đã như vậy là đóng khoảng bao lâu mới rồi hả anh Cảnh hả? Một chiếc mini này đóng ồ vậy đấy, dán đồ đầy đủ nè. Nếu có dán đầy đủ là anh Danh Cảnh sẽ đóng là hoàn thành một chiếc ghe ngò mini dài 27m này là tầm 10 ngày đó nha các bạn. 17m đó là có dán này kia sẵn đó ha. Đó thì mình cũng quay hôm nay để cho các bạn những người xem tham khảo thì các bạn cũng đã biết ha. Đó thì thôi mình cũng thông báo lại nha. Đó cái ghe ngò này thì ghe ngò mini anh Danh Cảnh anh đóng cũng sắp xong. Thì chừng nào ảnh lên dán thêm nữa và ảnh đóng xong và lên qua văn này kia đẹp đẽ, mình sẽ trở lại mình quay một clip nữa để cho các bạn xem và tham khảo. Đó thì Hạ Thị test tốc độ cũng lên một clip nữa. Tới Hạ Thị test tốc độ mình cũng sẽ trở lại mình quay cho các bạn xem luôn. Đó thì còn mình cũng thông báo lại thì anh Danh Cảnh thì ảnh đã nói hồi nãy cho các bạn nghe đó. Thì bao trọn gói luôn, đầy đủ ghe ngò ha. Anh em nào cần thì cứ liên hệ ngay cái số điện thoại của anh Danh Cảnh. Mình sẽ để cái số điện thoại của anh Danh Cảnh vô cho anh em. Và mọi người ai có nhu cầu thì cứ liên hệ ngay anh Cảnh nha. Ảnh lãnh làm đủ thứ luôn ha. Mà mướn ảnh đi, ảnh cũng chẳng đi luôn ha. Còn nếu mà không có điều kiện mướn hay là không có điều kiện cây dán đồ này kia thì cứ liên hệ ngay anh Cảnh. Alo mà nói chuyện dễ hơn. Rồi anh Cảnh sẽ, đích thân anh sẽ làm tại nhà luôn. Rồi thành phẩm đồ này kia xong hết rồi thì cứ giao cho khách hàng thôi. Đó, bất cứ ghe nào. Đó thì hôm nay mình quay bao nhiêu đây thì để cho các bạn và mọi người xem tham khảo thì cũng hiểu ha. Đó thì mình cũng hứa hẹn với các bạn lại thì tiếp theo mình sẽ quay tiếp tục nữa về của nghệ nhân anh Danh Cảnh đây tại nhà. Đây tại nhà của anh. Độc thân mình nên luôn. Hai dán đủ thứ chân nè. Đó. Rồi, vậy thì mình cũng xin tạm biệt các bạn nha. Thì thôi, chào nghe anh Cảnh. Dạ. Rồi.